cứu người được thì ông hãy về, còn cứu không được ông đừng về. Cũng như có ai mà ở đằng cách mình khoảng chừng 4-5 thước, 3-4 thước vậy đó, chạy lại, chạy lại, chụp vô cái vai mình vậy là hết. Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Thảo Vlog 1990 đây. Hôm nay mình sẽ dẫn tất cả mọi người đến vùng Thách Sơn ở An Giang. Hiện tại là mình đang có mặt ở tại huyện Tri Tôn. Mình sẽ dẫn tất cả mọi người đến nhà của chú Năm, một người thầy rất là nổi tiếng ở huyện Tri Tôn. Cái cơ duyên nào, các chi vị nào về cho chú Năm, mọi chuyện như thế nào thì mình mời các bạn theo chân mình ha. Như cậu Năm cho con hỏi là con muốn quay về cái clip là vấn đề về tâm linh ở cái tỉnh An Giang của mình là có thật lúc nào là cái ứng vô ứng dài cho cậu Năm á. Là khoảng là hồi bây giờ đi hỏi mở đi mở bà kể hay hơn thì em hỏi con sẽ hỏi mở luôn, hỏi con sẽ hỏi mở luôn. Chung đây cũng là mà quay lại một cái kỷ niệm thôi. Muốn hỏi là tại sao mà bao nhiêu người mà không có ông về được. Dạ đúng rồi. Mà chỉ riêng lại cậu là ông về được. Dạ đúng rồi. Nhưng cách thức làm sao mà ông về được như thế nào? Dạ. Nói đi giờ mà bà kể đi. Nhưng mà nói cho mấy con nghe là cái lúc đầu đó cỡ khoảng cách đây có 6 năm cậu cũng đau nhiều lắm. Yeah. Đau đi bác sĩ thì bác sĩ nói là sỏi gan rồi sỏi mật. Yeah. Cái nói với mợ là bây giờ là phải lên ca mổ mổ. Yeah. Bởi vì cái gan của ổng bây giờ đó cũng như là cái đống đá bụi, đống đá 1-2 người ta đổ để làm đường rồi. Yeah. Nó mà mời mợ lên tư vấn để đầu từng mổ cho cậu, mợ cũng chịu nữa. Yeah. Cái tới thứ hai mổ thì sáng thứ hai chiều đầu giờ nó nói đầu giờ là mổ cho cậu. Cái sáng thứ hai 9 giờ nó đưa lên siêu âm lại. Siêu âm lại thì nó không có thấy hột sỏi nào hết. Nó mới nói với mợ là ông chồng của chị hồi ngày bữa đầu tuần đi lên thì sỏi dữ lắm, nhưng mà bữa nay là không có sỏi, thôi bây giờ tôi đình cơ mổ lại. Bây giờ xây ngang là ổng bị nhiễm trùng ống mạch. Cái chị mới hỏi chứ, mợ mới hỏi chứ nhiễm trùng ống mạch rồi vậy rồi sao bác sĩ? Nó nói bây giờ là phải đặt ten, mà trong 5 tháng phải thay một lần. Mà nó nói cái ống mạch của cậu là bị nhiễm trùng rồi. Rồi mợ nói á, nếu mà nhiễm trùng mà bác sĩ mà để đặt cái ống ten như vậy nó càng nhiễm trùng hơn nữa. Rồi nó nói thôi bây giờ nếu không cho đặt thì nó mổ. Nếu tôi mổ mà thật sự ra mà ông chồng chị mà bị nhiễm trùng thì tôi đóng lại. Cái mợ mới hỏi chứ cái tiếng đóng lại là sao bác sĩ cho tôi biết. Cái nó nói đóng lại là chết. Nó nói vậy đó. Rồi tôi nói ủa như vậy là bác sĩ để lấy cái người này ra, để cái bệnh nhân này ra là bác sĩ để thí nghiệm phải không? Cái nó nói dạ đúng. Thì mợ đâu có cho mổ. Mợ nói không, nếu mổ mà hết đó thì mổ, còn mổ không hết là xin bác sĩ cho nằm đây hóa hết cơn đau đi về nhà. Đó. Cái mợ mấy anh cậu nằm một tuần, 2-3 tuần luôn nằm ở trên bệnh viện cho gãy hết rồi mợ mới trở về. Trở về cái ở nhà con đi coi thầy, nó nói là cậu bị mấy âm hành. Cậu không có tin. Ông nói á, mần chuyện nhà chưa xong mà sao làm thầy được. Chừng nào cơm no áo ấm cho vợ con hết thì cậu mới xuất thân ra để đi làm thầy. Mà trong khi cậu đi làm là cậu làm phước chứ cậu không ăn tiền. Đó. Rồi cái mợ cũng chịu, nó mợ nói thôi giờ anh chịu đi, chịu làm thầy đi. Ăn cho hết bệnh. Có cái chú bên đây nè, chú nói là ông cậu vì bệnh là bệnh căn, ta hành. Chừng nào ông cậu chịu làm thầy đi rồi hết à. Mợ nói ông hoài không được, nói ông la nó mợ lén đi coi. Nó chắc cũng biết gì á. Biết. À, biết có, chú mới nói có ai ứng ai chỉ dẫn vậy đó. Đó là cậu, cũng có người. Cậu ứng là người kiến khẩu nói. Rồi về cái sau này cái mợ nói gì cái cậu mới nói gì. Cái xây qua tim mạch, đi bệnh viện tim mạch một năm nữa. Hai tuần đi là quay qua tim mạch, nói cậu là bị hở quanh tim. Đủ thứ hết trơn rồi, lên máu gì đủ thứ á. Cái mợ mới chở đi bệnh viện tim mạch đó, lúc đầu là đi dịch vụ không à, không có đi bảo hiểm. Sao cái mợ mới đi bảo hiểm. Cái ông cậu nói thôi bây giờ nếu mà chú hai nói tôi làm thầy đó thì trong 3 ngày nay không cho tôi uống thuốc tim mạch đi. Rồi tôi mới tin. Con thấy bậc sĩ người ta đưa thuốc tim mạch uống ngày có 2 lần, ông kêu mợ lấy cho ông uống ngày 4 lần, 3 lần mợ không cho uống, không la mợ. Mợ cũng chịu nữa. Cái ông nói vậy đó, ông nói nếu mà thật sự mà cho tôi làm thầy thì đừng cho tôi uống thuốc tim mạch nữa, tôi mới tin. Ông nghỉ uống 3 ngày. Cái ông khỏe luôn, quay ra bữa 12 tháng Giêng đó là cách nay là 3 năm.
cái chú Hai bệnh cúng, mời ông đi qua cúng, ông qua cái ông lên xác ông chi vị, ông chi vị về. Là từ đó là tới giờ rồi, rồi ông chi vị về, tới ông sân thần về, tới ông chi sơn là cách nay là 3 năm rồi đó, là coi như cậu không muốn thuốc chiên thuốc nào hết. Thì 3 năm nay chắc cậu Nam cũng trị được nhiều người, giúp nhiều người đúng không? Đúng rồi, nhiều lắm, hết rồi, đem không hết đâu. Giờ ông cũng sắp sửa đi Cà Mau đó. Mau bữa nay, mau chuẩn bị đi Cà Mau đó, đi làm nhà ba nè. Là chuẩn bị đi Cà Mau đó. Hai xe bốn người này nè, thì là cậu Năm là về cái này là không có ăn tiền ai hết. Không. Dạ thì con làm cái clip để cho tất cả mọi người. Cho bao nhiêu người ta cũng nhận biết. Nhận con còn không nhận luôn đó. Cái gì cũng không. Đi tới Cà Mau, Bạc Liêu đồ này kia chứ không có tiền xăng tiền gì nữa, nó thôi. Tiền xăng không nhận luôn đó. Họ nghĩ thì nè, đi làm là mà nói với con tiền xăng nó có vài trăm ngàn thôi. Ví dụ người ta cho tiền xăng có vài trăm ngàn thôi. Mà trong khi mợ đã chở cậu lại tới bệnh viện á, hay đóng tiền một lần là không dưới 3 triệu. Dạ. Mợ nói với con mợ đóng tiền giết mà người ta biết mặt luôn đó. Mấy cô điều dưỡng nói với mợ vậy nè. Thôi con tội nghiệp thím quá, từ ngày thím lại đây tới giờ không khi nào mà quá 3 ngày mà thím không đóng tiền. Mà trong khi ông lại ông điều trị đó là mợ nói với con, thuốc là khác hơn người ta hết. Thuốc mạnh không, nó nói ổng là trong mình ổng dữ dằn lắm. À, bác sĩ đã chẩn đoán là chẩn đoán là cái bộ đầu lòng ổng coi như không còn gì hết, như là hết cứu rồi đó. Hết cứu rồi đó. lên cao phố chụp phút mấy là không may mà bác sĩ ngồi cái hỏi nói chuyện là ổng cứ kể cái là dạ, con Năm con hỏi con Năm một câu con Năm, ví dụ như mình muốn mình ví dụ như hiện tại mà cái cách mà trị bệnh như thế đó là mình lên trên miếu mình mới nhà ông mới về không con Năm? Hay là ở đâu ông cũng về được? Nói chung ra thì bây giờ có người mình theo như ông á, đặc ví dụ như mình có người bệnh lại đó, là chưa biết là bệnh nếu như bệnh trong mình sanh ra thì cái đó là ông không có chữa được. Nó trừ khi là có một cái những mấy cái quan hồn nó mình yếu bốn vía nó nhập như nó theo, hay là hoặc là bên trong cái thân tộc của mình gì đó người ta theo, mà hai nữa hay hoặc là mình ở ngay cái chỗ đó động phạm tới những mấy cái người quan hồn đó, người ta theo, người ta quở mình. Thì đến khi đi tới ông thì ông nhờ ông thì ông phải đi ban đêm, nó khi cậu ngủ đó là ông mới dẫn hồn cậu đi đi lại tới cái chỗ đó đó, là cho cậu thấy nó là cái người đó vậy là bị cái mắt về bên đàn binh gì, bên thần ma nào đó. Đó là cậu mới thấy được, thì cậu mới về mới nói lại với cái người đó, rồi mới cúng giấy rồi xin cho người ta, người ta hết. Đúng như, bởi vì đúng nó như có một cái như vậy. Mà không thấy ha. Bởi vì cậu hồi lúc trước cậu không có tin đâu. Đó. Cậu nói là bác sĩ nó chụp em trai là coi vậy là đường căng tơ chẻ tóc mình, đừng cái mạch máu bằng cọng tóc còn thấy mà. Rồi mấy ông về làm nước lạnh thì sao người ta hết được. Bởi vì cậu không có chịu. 4 năm trời đó mợ bả ngủ dưới sàn đồ này kia theo cậu, cái Sài Gòn là từ cái bệnh viện ông bú là cậu không có nằm đó. Rồi về An Giang hai cái bệnh viện cũng cậu nằm luôn, Cần Thơ cậu cũng nằm luôn đó. Thế sau cuối cùng đó thì có cái cô đó cũng về phần hồn cậu bé đó, rồi mới nói ông ơi ông chịu làm thầy đi, ông hết bệnh hả? Mà nó nghe bộ nó dễ quá. 3-4 năm trời mấy trăm triệu bạc, bây giờ mình nói chịu làm thầy cái gì hết bệnh à. Mà lúc đó là cậu còn đi lấy thuốc tim mạch về uống 1 tháng đó, tháng đi lấy 1 lần. Thì bữa đó thì cậu với mợ mới đi lấy bữa trước, rồi cái bữa đó thì mới đi chơi qua bên cái nhà bên đó đó, rồi mới nói vậy. Nếu đúng sự thật như vậy tao cũng chịu làm thầy, mày nói với cái ông gì đó tao không có biết nha, tao chịu làm thầy đó. Tên ông bự cái tên đó. Nhưng mà nếu trường hợp tao chịu làm thầy, mày nói với ổng chừng nào mà tao không uống một viên thuốc nào hết bệnh á, tao mới chịu. Còn nếu uống nửa viên mà hết tao cũng không chịu nữa. Đó, rồi khi cái đầu cái về cái mợ bà kêu cậu uống thuốc, cậu nói ha, không uống. Thử cậu thử mà. Cái tới chiều cái cậu mợ bà kêu uống nữa. Cái cậu cũng không uống nữa, mà không uống nào ngay, bọc thuốc cũng để gần bên nha, có gì chụp uống liền. Sao mệt quá. Dùng tim mà. Đó. Rồi thấy nó không thấy cũng im. Rồi mới nói thiệt với mợ, nói vậy đó. Cái mợ mới điện mấy đứa con lại, lên mét, nói ba mày giờ vậy đó. Nó khóc rồi mày kia năn nỉ, nói ba ơi uống thuốc đi. Gần Tết rồi lỡ có bị gì gia đình mình lu bu lắm. Tao nói không, giờ lỡ cược rồi.
phải cược cho nó tới luôn. Cái trên đó là chùa, thường thường chú lên đó là chiều chùa gì? Chùa cô 11. Cô 11 à? Cô 11. Thường thường đây là cậu Năm mà vừa rồi chúng ta cũng được xem một clip trên mạng đó. Thì cậu Năm ở núi núi này là núi Cô Tô. Núi Cô Tô. Thì mình cũng tìm đến nhà cậu Năm để trò chuyện cậu Năm nha các bạn. Thì có dịp nào mình sẽ quay cận cảnh cậu Năm sẽ về làm phép để trị bệnh cho người dân. Thì thường thường cậu Năm về là cậu Năm khi mà cái vị thần đó về cho cậu Năm biết không? Không, không biết hả? Ừ. Dạ. Thì đã có một người đệ tử đi theo cậu Năm đó. Rồi hỏi lại mấy người ngồi đó. Ta mới thực lệ cho câu chuyện. Bên đây mình gọi sao đó? Kêu bằng gì vậy? Gọi anh em đi. Anh thứ mấy? Thứ tư. Anh đi giờ ra. Rồi anh Tư đi theo cậu Năm, tức là nhận cái giai đệ tử cậu Năm đúng không? Được. Hay đệ tử của người thằng kia? Đệ tử cậu Năm hay đệ tử của cái vị thần mà vô cho cậu Năm? Đệ tử của chư vị. À, đệ tử của chư vị á. Tại vì tụi con cũng không biết gọi bằng cái gì, cho nên nói bằng vị thần đi. Thầy kêu bằng chư vị á. Chư vị. Dạ. À, chư vị đó. Rồi cậu Năm thường thường về chư vị nào? Như ông Hổ hay là Sơn Thần? Ông chi vị ông Sơn Thần, ông chi Sơn chị với đẹp. Ông chi vị ông Sơn Thần. Dạ. Yeah. Thường thường là ba ông về. Ba ông về. À, có đôi khi về, mỗi ông nó có cái nhiệm vụ. Cũng yeah. như là khi cái nhiệm vụ ông này làm cái gì đó thì ông đó về. Khi về ông đó là chắc mình cũng cầu ông đó, ông đó mới về đúng không? Không. Không. Đúng, ông muốn về là về hả? Ừ, là nhiệm vụ ông về nó báo cho biết ai muốn về gì là gì ai gì là đó. Về là về đó mình cũng đâu biết đâu không à. Có đôi khi cũng như là mình nói thôi về nay cầu ông chi vị về à. Nhưng ông chi vị ông cũng mắc đi xa quá là xa quá ông sân thần không vô hai vị kia ở gần thì hai vị kia về thì kia là có ông Hổ trong đó đúng không? Không, không có ông Hổ. Không. Không. Bữa mà cầm luôn đi, cầm quay luôn đi luôn. Bữa mà đi cậu đi cúng ở chợ đó thì cúng ngay chân chỗ cái điện cũng có cái người ta xây cái cũng như cái hình tượng của ông Hổ vậy đó. Dạ dạ. Đó, là cái chỗ đó người ta thờ thì bữa đó đi cậu đi lên cúng giùm cho con nhỏ đó. Dạ. Đó, cho nên là lên rồi cậu cúng rồi ông về nào rồi, cậu cũng không hay. Rồi cái chung, ở ngoài cái người ở luôn, ngoài đi theo hay, quay lén cái gì đó cậu cũng không biết à. Rồi tới sau này rồi mới nghe được mấy người quen đó à, rồi mới biết. Coi lên trên điện thoại đó rồi mới thấy đăng lên à, thấy rồi mấy cậu mới nói làm ăn gì đó chứ cậu đâu có biết đâu. Nói chung cái này là không phải quay lén, đi quay lại để xem lại những cái chuyện nó có thật như vậy đó. Dạ. À, có nhiều người không biết, người ta nói là lên giả. Nhưng tụi con nghĩ là sẽ lên thật, tại tụi con quay về về xác nhiều lắm. Dạ, tụi con đi theo vấn đề xác. Ông giận lắm, ông không biết cái chú đó đó. Ông có biết là, ông kêu con Mạnh đó ha, là mời cái chú đó vô đây đó, mà Mạnh nó đâu có dám mời đâu. Giận dữ lắm. Cái đó người người nhà đi theo để quay lại. Bữa là nó bị lợi nè, đâu có lấy con cỏ, ông giận dữ lắm á. Quay lén không? Không, chắc này chắc cũng bị có gài. Gà mới quay được, bình thường không có đâu. Không, không chắc cái anh đó là quen với cái người kia. À, ừ, rồi mới đi quay thử rồi. Người kia mới nói đó. Là đi cúng đồ này kia vậy đó, cúng đó mới đi theo. Chắc vô tình, yeah. Chắc cũng vô tình đó chứ. Thôi, cái đó cũng không có xấu gì đâu mà sợ. Ông mắc cỡ, ông buồn. Đi là phải có đệ tử đi theo. Bữa đó không có đệ tử ha. Mấy ngày đầu không hay được. Kiếm đồ sứ phải có đệ tử đâu có, đi tới phần độ đó. Biết là cách mình chụp ổng này nọ, ổng này nó đâu có biết đâu, nó là người đàn bà nó ấy nữa. À, rồi là cậu không uống luôn luôn thuốc đó cậu cho anh ta luôn thì rồi tới bây giờ luôn là cũng đâu có bệnh nặng gì ha, không như, có như luôn máy chút đỉnh thì có hay cậu à, như đúng là nhức giò nhức tay rồi kia còn những như đó thì không còn nữa không. Chỉ vậy thôi yeah. Chứ cậu thì nói chung ra cậu cũng cái ngang thì cậu không có ngang, nhưng mà cậu nói về phần tâm linh á thì nói chung ra không phải là các ông, không phải các ông dở,
khi ông về ông cũng cứu được nhiều bệnh, cũng như là đi Sài Gòn người ta cho là tâm thần đi lấy thuốc hàng tháng đó. Khi ông đã đi coi thì nó đã mắc về bên cái gì đó, thì ông cũng xin rồi kêu người ta gian giái rồi kia mà hết. Cũng hết nhiều lắm. Thì chỉ riêng biệt con cái là cậu mới nói nếu như tôi làm thầy những gì tôi thấy được tôi mới tin. Còn tôi không thấy là tôi không tin. Thì buộc bây giờ ông đi coi bệnh đồ này kia, ông đi ban đêm thì phải dắt cái hồn cậu theo. Dạ, như vậy là cậu Năm mà buổi tối mà giấc tối mà ngủ đó, cậu Năm có thấy ông về kêu mách mình cái gì? Thì ông dắt đi đó. Như hiện giờ cũng như cậu còn nhớ không? Không, có chuyện không. Gì ông mới đi, có. Còn không có thôi. Như chuyện vừa rồi đó, cậu còn nhớ không? Như chuyện gần đây đó. Chuyện quay phim đó hả? Không, chuyện gần đây tức là ông mà dắt cậu Năm đi coi cái bệnh gì ở đâu đó nha, cậu Năm. Thì còn bây nhớ giờ không? Có đôi khi chính cậu còn chưa tin. Dạ. Nha. Cậu chưa biết cái nhà con ở đâu mà nó quay cửa về hướng nào. Sự thật là cậu không có biết. Nhưng mà con lại con nhà là ông á, ông ơi ông xuống nhà con coi có ai yếm không hay là có ai phá gì đó. Thì bắt đầu ông đi thì ông phải dắt cái hồn cậu theo. Rồi xuống tới đó mới thấy cái nhà con là quay cửa về hướng mặt trời mọc hay là hướng bắc hướng đông gì đó. Rồi sáng là qua ngày sau. Qua mà sao con mới lên. Lên thì cậu mới trả lời, nói là bây giờ cho cậu hỏi trước. Đúng là cái nhà quay cửa về hướng đó không? Nếu con nói đúng thì cậu mới nói tiếp. Còn nếu mà con nói không phải thì coi như là cậu không nói là biết ông đi chặt rồi, đi lộn nhà đi chặt rồi. Đó thì nó có như cái ông, như ông, vậy đó. Ông về là mách trước, mách bảo trước hết trơn nha. Như là ông đi thì từ hồi ông về đến giờ á thì như cái ông thì cũng như là ông về cũng như hôm rồi cái clip nó quay lên đó. Thì chỉ ông về ông chỉ nói sơ lược qua mấy cái đại khái thôi chứ ông không có làm bệnh. Còn làm bệnh á thì ông đi đêm không à. Đi ban đêm à. Khi là cậu vừa chập mắt ngủ là ông dẫn hồn đi rồi. Cũng như mẹ nói đặt cái vụ cho con, như con bị ta yếm đi, yếm cái nhà con mà con bệnh hoài, con không có buôn bán hay là con chỉ mần ăn cái chuyện gì lớn không được chị đó. Thì vợ con lại cái đầu trong cái đêm đó là ông cậu lại thấy là không phải là ông gỡ bệnh cho con trong cái đêm đó luôn. Sáng ngày mai là lại là ông nói rồi cái nhà con quay cửa về hướng nam hướng bắc hay là hướng đông gì vậy đó. Thì ông nói nếu con nói phải là ông nói tới nữa. Hay là con có ao nước cái địa diện bên đó thì ông cậu cũng báo cho con, không hỏi con. Tức là trước khi đó mình cái người bệnh nó cũng phải cho cái địa chỉ rõ ràng đúng không? Không, chỉ trên họ thôi, chỉ trên họ thôi. Tên họ, chứ không phải địa chỉ nè. Tên họ với địa chỉ gì vậy? Bây giờ cưng ở Sài Gòn cũng cãi cưng. Ở Bình Dương thì bắt chỉ có. Ở Hà Nội cũng cãi cưng luôn. Chỉ nói tên thôi. Viết tên tuổi con bao nhiêu tuổi vậy? Tên họ thôi. Nhưng mình phải đích thân là ở đây ha. Phải đích thân là đây trình âm. Điện thoại cũng được không hả? Trình âm gọi đi về đi cũng được. Như cái người kia, người nhà bệnh đó, người bệnh đó. Bây giờ nói tóm lại như gì, lúc trước ông về á thì cũng như cậu với con dòm với nhau gì trong vòng khoảng 5-3 phút gì đó thì con cứ đi về. Thì ông tối ông đi lại tới nhà ông coi. Rồi sau thời gian sau ông không cho dòm nữa. Đó. Phải nói cụ thể à. Rồi cho nên ông mới ghi tên họ mình tuổi nhiêu gì đó. Rồi tối ông đi. Rồi có đôi khi đặt ví dụ như mình đi rồi dọc đường cái mình muốn ăn cái gì mình ghé ăn vậy đó. Thì buộc tối ông lại ngay trên cái chỗ mình ghé ăn đó. Ông coi chỗ đó. Nhưng mà con lại đây coi là con phải đi một mạch một về tới nhà. Không có gần đâu hết á. Không gần đâu hết. Còn nếu nhà con xa, thí dụ nhà con ở Bình Dương, Cà Mau gì đó. Bây giờ cho nên ông tối ông điện thoại cho con đọc điện thoại con đi coi lại. Bây giờ thì ông đi qua theo cái đường dây điện thoại thôi, dù con ở Đồng Nai hay Bình Dương gì đó. Bây giờ coi như vậy là đúng 7 giờ. Thì 7 giờ cậu như này cậu điện lên trên con cho con trả lời. Thì cậu chỉ con đi làm gì vậy đó. Thì xong rồi thì tắt máy. Thì tối ông đi lên trên. Chính cậu còn không tin mà. Bởi vì không tin cái á. Nếu đúng là cái nhà của con phải quay cửa giữa hướng đó không? Nó xung quanh nhà nó có cây hay là hoặc là có nhà người ta cái gì đó. Tôi nói phải thì nói tiếp. Nói là vậy là mình mới nhận định là ông đi trúng chỗ rồi. Chứ còn nói kiểu mà cậu nói bây giờ như
đó giờ cậu đặt tuần bụng cậu nói với tụi con cũng được đó. Con nói bây giờ cái gì đó tụi con phải tin thôi. Nhưng mà chính cậu không chịu gì. Dạ, cậu Năm cho con hỏi là cái khi mà cái xác ông mà chuẩn bị về trong cơ thể của cậu á, là lúc đó là cậu có biết không? Cậu như là cậu biết, có cảm thấy là như là ông chuẩn bị về không? Biết, chính cậu thử. Dạ. Cậu biết coi như khi mà mỗi lần ông về cũng mạnh lắm. Dạ. Cũng phải có anh em đồ đỡ. Dạ. Đó, để không thôi sợ té đồ này kia vậy đó. Dạ. Nhưng mà cậu biết. Cậu biết, cậu nói coi thử coi mấy ông này về bằng cách làm sao mà giữ gì. Dạ. Cậu nói cậu đứng đó rồi nói chung ra cũng như có ai mà ở đằng cách sao? Mình khoảng chừng 4-5 thước, 3-4 thước vậy đó, chạy dạ, lại. Chạy lại. Chụp vô cái dây mình vậy là hết hồn là. Ừ, dạ. Là lúc đó cậu làm một cái phừng cái là cậu không biết. Lúc đó là cậu không biết. Ừ, cái hồn mình ra là cậu biết. Dạ. Lúc mà chụp vô thì cậu biết đó. Chụp vô cái gì là cậu. Nhá cái là mình biết, nhưng mà từ đó về sau là mình không biết nữa. Khi mà xuất ra chắc cũng hết hồn quá. Xỉu ra chắc xỉu không? Xỉu. Khi ông mới về một mà lần đầu đó, đôi ba lần đầu khi ấy đó thì về cũng xỉu, còn mệt lắm. Bây giờ về thì khi ông xuất ra rồi không có xỉu nữa, mệt là mệt. Mệt ha. Cũng hơi quen lần chút ha. Chứ nói chung ra cậu cũng ớn lắm cái vụ này con ơi. Nhưng mà thôi trời kêu ai nói giả rồi. Cho con hỏi cậu là cậu trị bệnh lâu chưa rồi? Ông về lâu chưa rồi? Năm nay hình như là 3 năm rồi mà chị được 2 năm là nhiều rồi đó. Dạ. Coi như có hai năm tâm rồi, hai năm nào lại đây là nhiều lắm. Từ đây về sau còn nhiều nữa. Chứ đây là chừng nào tới rồi mới biết. Bây giờ bây giờ ngưng là đợt corona này hơi như hơi chậm. À, giống như tụi con này hiện giờ cũng đang biết đâu năm, ví dụ có ai ấy tụi con cũng dắt đi hoài vậy. Phước là Phước giúp chị. Đó đó là cũng công đức đó. Chị ra cậu nói người ta lợi chỉ bây giờ chỉ đây nè, đưa ta lợi cho đưa chuyện. Ta tự nhân lợi ơn. Ông cứu bá tánh chúng sanh nhưng mà cũng không có tiền bạc đòi hỏi cái gì hết. Chỉ sức thân cậu đi, anh em đi cứ xuất tiền nhà ra đi để làm, để lấy công đức thôi. Dạ. Thì cũng có mấy nhiều. Hôm nay đi Cà Mau hả? Đi luôn rồi, chuẩn bị đó. Cà Mau ra, rút gọn rút ra ha. Cà Mau đi bây giờ đó. Cho nên cũng có nhiều cái bệnh cậu tự cậu mừng, không biết chưa gia đình ta mừng nhiều không chứ cậu mừng dữ lắm. Bởi vì lên xuống Sài Gòn, lên xuống Sài Gòn, thì cứ nói là tâm thần không. Rồi đến khi ông về ông làm được rồi, người ta hết bệnh mình cũng mừng dữ lắm. Đâu có biết là mấy ông hành như gì đâu, cậu cũng cử lắm. Thế nay mà đưa vô ca mổ, thường thường á, bác sĩ ở trên Sài Gòn nó có cái miếng đâu khoảng chừng ba dây gì nè, nó dán vô chỗ này nè, nó kéo lên lỗ mũi một cái là trong vòng khoảng mấy phút là bắt đầu mê rồi. Mà nó dán vô cậu, cái cậu không mê, cái nó hỏi ông ơi, ông ở nhà ông có hút cần sa không? Ông nói không. Ông có chích không? Nói không. Trời ơi sao ông không mê đó. Rồi cái bắt đầu mới kêu cái cô điều dưỡng bên đó đi lấy cho ông một mũi nữa coi đó. Mới đi lấy một mũi thuốc mê nữa chích vô. Cậu biết chích thuốc mê nữa thôi. Cái mẹ nó về nó không mê mình mê đi chứ hồi nó biết nó chích mấy mũi nữa chứ cậu không mê được. Cậu Nông cho con hỏi là theo cái khoa học á là nó nói nó như là không có tin mà đúng. theo ở bên tâm linh á, nhưng nhất là cái An Giang của mình, An Giang mình là cái vùng tâm linh rất là nhiều. Đúng rồi. À, cậu Năm có suy nghĩ về cái bây giờ chính cậu còn cãi nè. Dạ. Đó bây giờ á có đôi khi cậu còn phải thách đố với ông. Dạ. Nếu như cứu người được thì ông hay về. Dạ. Còn cứu không được ông đừng về. Dạ. Còn bây giờ nói về phần tâm linh thì cậu nói là có nhiều. Nhưng mà có lên rồi là khi ta nhẹ dạ khả tin. Rồi tiền bạc rồi này kia. Dạ. Đó hôm rồi như ông cũng mới cứu một người đó. Đó hôm nay chữa bệnh cho người ta mà bắt người ta ngồi trong cái lòng đó, rồi chất gom ở ngoài đốt phỏng mình mẩy người ta. Dạ. Rồi tốn 4 triệu bạc nữa. Mà ăn người ta hết 4 triệu nữa. Ông thầy nói đâu không? Nó thầy ở đâu nhà nó cũng chỉ đâu ở trên núi cấm đó. Trên núi cấm đó. Nó bỏ
khỏi lòng. Nói bây giờ cậu nói với con là nó nhiều là nó có nhiều lắm con. Nhưng mà hỏi có cứu được bá tánh chúng sanh không? Là cái chuyện đó thì để hỏi lại. Chứ theo như cậu thì cậu cũng có là tự tin cái là cũng nhiều mấy người là đi thành phố thì thành phố bác sĩ nó cho là tâm thần bác sĩ là cho là cho theo cũng như là khoa học đó cho là tâm thần. Dạ. Khi người tới ông thì ông cho là không phải là tâm thần nó bị cũng như có ai khiển trách vỡ trách gì đó đứng ra rồi xin lỗi xin phải người ta rồi cúng cho người ta ăn cái hết thì cũng có nhiều cái căn bệnh những cái người là thành phố là phòng là chị không được nhưng mà tâm linh của chị được. Đây nè mới ra 3 tuần trước là nhỏ 5 tuổi bệnh viện nằm lâu rồi đó là ung thư máu đó mà bây giờ coi là không có đó về coi ông trời cúng rồi là hết đó bác sĩ nói hết ung thư máu cho về đó tin không. Ba máu là có nó đem 300 triệu đi chuyển chuyển bệnh viện phải đem 300 triệu đổi thay cho máu gì đó. Nít 5 tuổi ở đây nè, năm núi tôi nè. Cũng như là con năm chị bệnh về tâm linh thôi còn bệnh mấy còn năm bệnh búa ta không được bệnh trong mình sinh ra bệnh lý rồi không có được bệnh lý là không có ai ông không có trị được bệnh trong mình sinh ra thì mình dạng như tụi con hỏi cho rõ đó thì là ông về là chị những cái căn bệnh là như là có ai dựa hay là cái này gì đó còn mà cái bệnh mà trong mình sinh ra là không trị được không trị được dạ như là ai thư ém đồ thì đem lại cậu năm dạ còn mà bệnh ở trong mình là không trị được dạ bệnh đó là phải đi bác sĩ cũng như bây giờ hư mẹ cái lá gan rồi hư hết cái phổi hay gì đó ông có đâu ông lắp vô có đó bác sĩ lắp đi dạ thì tụi con làm bên cái tâm linh này thì cũng muốn cho tất cả mọi người biết là ở tỉnh An Giang mình là cái vùng đất tâm linh để cho mọi người biết có nhiều khán giả không tin và thì muốn gặp trực tiếp cậu Năm luôn. Clip thì tới đây cũng xin tạm ngừng, xin cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn tất cả mọi người và con cảm ơn cậu Năm luôn nha cậu Năm. Cảm ơn các chú cô luôn rồi cũng chúc sức khỏe, chúc cậu Năm có sức khỏe để trị bệnh giúp đời. Dạ con cảm ơn cậu Năm.